Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 9h10 ngày 17 tháng 4 của đài phát thanh truyền hình cao bằng. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 7 giờ sáng nay, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19 mới. cả nước hiện có 268 trường hợp mắc COVID-19, đã chữa khỏi bệnh cho 177 người, không có trường hợp tử vong. Năm bệnh nhân mới được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm qua gồm các bệnh nhân bệnh nhân số 52, bệnh nhân số 149, bệnh nhân số 168, bệnh nhân số 188 và bệnh nhân số 231. Trong đó hai bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh, ba bệnh nhân còn lại điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam. Trong tổng số các ca cá mắc COVID-19 tại Việt Nam có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7% và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Có trên 68.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, trong đó 471 trường hợp được cách ly tập trung tại bệnh viện, trên 11.000 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và trên 56.000 ca cách ly tại nhà nơi lưu trú. Tính đến 7 giờ sáng nay, thế giới đã ghi nhận trên 2 triệu trường hợp bị nhiễm COVID-19, con số tử vong là trên 145.000 người, đã có trên 546.000 người được chữa khỏi bệnh. Tại Mỹ, quốc gia đang chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi dịch Covid-19, con số cập nhật đến sáng nay là trên 677.000 ca nhiễm, trên 34.500 ca tử vong. Hôm qua nước Mỹ đã ghi nhận trên 25.000 ca nhiễm mới với trên 2.000 trường hợp tử vong. Đất nước có số người nhiễm đứng thứ hai là Tây Ban Nha, ngày hôm qua cũng ghi nhận thêm trên 5.100 ca nhiễm mới, 551 trường hợp tử vong do bệnh Covid-19. Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 được xác nhận ở Tây Ban Nha đến nay là trên 184.900 ca, số ca tử vong là trên 19.000 ca. Nước Nga cũng là tâm điểm của sự chú ý khi con số mắc bệnh mới liên tiếp trong 3 ngày đều ở mức cao. Theo hãng tin Reuters, Nga ghi nhận thêm trên 3.400 ca nhiễm COVID-19 và 34 ca tử vong vì căn bệnh này trong 24 giờ qua số ca nhiễm mới tăng nhẹ so với ngày trước đó. Tổng số ca nhiễm COVID-19 của Nga hiện là gần 28.000 ca và tổng số ca tử vong đến nay là trên 200 ca. Tại các quốc gia Đông Nam Á, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục gia tăng. Ngày hôm qua, Bộ Y tế Philippines ghi nhận thêm 207 ca nhiễm mới và 13 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19. Tổng số ca nhiễm của Philippines là trên 5.600 ca và tổng số ca tử vong là 362 trường hợp. Số ca phục hồi là 435. Indonesia xác nhận thêm 380 ca nhiễm và 27 ca tử vong mới do dịch bệnh COVID-19. Tổng số ca nhiễm virus của Indonesia hiện là trên 5.500 ca bệnh, với tổng cộng 496 ca tử vong, trong đó đã có 548 người hồi phục. Tính đến cuối ngày 15 tháng 4, Singapore có thêm 447 ca dương tính mới với virus corona chủng mới được xác nhận. Đây là một kỷ lục mới về số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong một ngày. 68% các trường hợp nhiễm mới liên quan đến những khu ký túc xá đông đúc của lao động nước ngoài. Singapore hiện có tổng cộng gần 3.700 ca dương tính và 10 trường hợp tử vong. Sáng 16 tháng 4, Bộ Y tế thông tin về bệnh nhân 268 mắc Covid-19 ở nước ta là cô gái 16 tuổi dân tộc Mông, trú tại thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Sau khi ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 này, lực lượng chức năng đã thiết lập 6 chốt kiểm soát toàn bộ đường ra vào để phong tỏa thôn Pín Tủng nhằm phòng dịch Covid-19 lây lan. Gia đình bệnh nhân COVID-19 số 268 có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới. Ngày mùng 7 tháng 4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được cách ly tại bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn. Giám đốc Sở Y tế Hà Giang cho biết, cô gái này nhập viện vào chiều ngày 8 tháng 4 vào thẳng khu cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn. Trước đó bệnh nhân có khám bệnh tại phòng khám đa khoa phố Bảng. Về yếu tố dịch tễ, cô gái 16 tuổi này tiếp xúc với anh trai là người đi làm thuê bên Trung Quốc về và đã hoàn thành cách ly trong khoảng thời gian giữa tháng 3 năm 2020, còn lại hầu như bệnh nhân ít đi lại giao lưu. Qua điều tra, số người tiếp xúc gần F1 với bệnh nhân là 56 người, 20 nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp gồm 5 người tại phòng khám đa khoa khu vực phố Bảng, 13 người tại bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn và 2 người thuộc trung tâm y tế huyện Đồng Văn, có 29 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần. Hiện ngành y tế đã cử đội phản ứng nhanh tuyến tỉnh và cử đoàn công tác lên chỉ đạo kiểm tra hỗ trợ huyện Đồng Văn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang yêu cầu ngành chức năng sàng lọc lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế, những nơi bệnh nhân đã từng đi đến. Riêng đối với huyện Đồng Văn, thực hiện phong tỏa thôn Pín Tủng, cách ly xã Phố Lả, thị trấn Phố Bảng, bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, phòng khám đa khoa khu vực Phố Bảng, thị trấn Đồng Văn cần thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin thêm đó là ngay sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên ngày 16 tháng 4, tỉnh Hà Giang đã được bổ sung vào nhóm tỉnh có nguy cơ về lây lan dịch COVID-19. Như vậy, tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 22 tháng 4 hoặc 30 tháng 4 và có thể xem xét kéo dài tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời quan tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, xây dựng hạ tầng, đảm bảo lưu thông hàng hóa. Ngày 15 tháng 4, tổ chức Y tế thế giới cho biết các quốc gia đang nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, nên đợi thêm ít nhất 2 tuần để đánh giá tác động của những thay đổi này trước khi tiếp tục các bước đi tiếp theo. Một số quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 đang cân nhắc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa và bắt đầu hướng tới khôi phục cuộc sống bình thường. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng bất cứ bước đi nào cũng cần được tiến hành từ từ và có thời gian để đánh giá tác động của chúng trước khi tiến hành các bước đi tiếp theo. Lý tưởng nhất sẽ là 2 tuần tương ứng với thời kỳ ủ bệnh COVID-19 giữa mỗi giai đoạn của quá trình chuyển đổi, qua đó cho phép có đủ thời gian để nắm được nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới và để ứng phó phù hợp. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo nguy cơ tái phát và bùng phát dịch bệnh COVID-19 sẽ vẫn tiếp tục. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khuyến cáo trên trong bối cảnh một số quốc gia đang bắt đầu lên kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp hạn chế. Trung Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế nghiêm ngặt được áp đặt tại tỉnh Hồ Bắc, nơi dịch COVID-19 khởi phát hồi cuối năm ngoái. Tại Mỹ nơi hiện có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ ủy quyền cho các thống đốc bang triển khai kế hoạch mở cửa trở lại các doanh nghiệp Mỹ vào thời điểm thích hợp. Ngày 16 tháng 4, Bộ Y tế đưa thông tin khuyến cáo về việc người dân không tự ý mua thuốc trị run để điều trị COVID-19. Thuốc trị run Invermectin đang trong quá trình thử nghiệm điều trị COVID-19 và chưa được Bộ Y tế hướng dẫn chính thức, người dân không nên tự ý sử dụng. Không được tự uống thuốc Invermectin để trị bệnh COVID-19, tác dụng phụ của thuốc có thể gây tổn thương mắt, nặng thì gây mù, tổn thương gan, co giật, hôn mê. Ngoài thuốc trị run này, Bộ Y tế cho biết một số thuốc khác như thuốc ARV điều trị HIV Chloroquine, Hydrochloroquine điều trị sốt rét cũng đang trong quá trình thử nghiệm, chưa có hướng dẫn chính thức. Khuyên cáo trên được Bộ Y tế đưa ra sau khi ghi nhận thời gian qua có hiện tượng người dân tự ý tìm mua các thuốc này để tích trữ, tự sử dụng điều trị dự phòng COVID-19. Bộ Y tế khuyến cáo việc này gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân do tác dụng không mong muốn của thuốc và gây xáo trộn tình hình cung ứng thuốc trong nước bên cạnh đó bộ y tế cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý mua thuốc để dự trữ tự điều trị tại nhà theo các thông tin chưa có hướng dẫn chính thức từ bộ y tế khi có các triệu chứng như sốt ho khó thở phải khai báo y tế điện tử và liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hướng dẫn Tiếp tục một số tin tức đáng chú ý, ngày 16 tháng 4, ban công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả công tác phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015-2019, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Mỹ Ngọc, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh chủ trì cuộc họp. Giai đoạn 2015-2019 Số tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại tỉnh duy trì từ 18 đến 21 tổ chức với ngân sách viện trợ hàng năm từ 2 đến 3 triệu USD, tổng giá trị viện trợ giải ngân trong giai đoạn là 12,1 triệu USD. Đến nay có trên 9.600 lượt hộ dân trong vùng dự án được áp dụng mô hình kỹ thuật cải tiến về nông nghiệp. Trên 7.000 lượt người dân được tham gia các lớp tập huấn, tham dự các hội thảo và mô hình cải thiện sinh kế. Các chương trình dự án đã đầu tư hỗ trợ xây dựng 6 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, đầu tư các trang thiết bị y tế cho cơ sở y tế tuyến huyện và tỉnh, xây mới và cải tạo sửa chữa 15 công trình cấp nước sinh hoạt. 20 hệ thống cấp nước, máng rửa tay trong trường tiểu học và mầm non, hỗ trợ xây dựng trường lớp thư viện và các trang thiết bị dạy và học cho ngành giáo dục. Giai đoạn 2020-2025, Ban công tác phi chính phủ nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên nhân dân về vị trí vai trò của công tác phi chính phủ nước ngoài trong phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện tốt các quy hoạch nhằm định hướng thu hút các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đầu tư vào các địa bàn lĩnh vực phù hợp với tiềm năng lợi thế phát triển, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững. Cuộc họp góp ý dự thảo quyết định ban hành chương trình cấp tỉnh về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020-2025 và thông qua quyết định kiện toàn ban công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh. Thực hiện công văn số 3608 của Bộ Giao thông Vận tải, điện khẩn số 953 DKUBNZ ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng quyết định tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh, nội tỉnh. Ngay sau khi nhận được điện khẩn của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp thống nhất về hoạt động vận tải khách trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải khách, các bến xe khách tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt, xe điện trừ các trường hợp vì lý do công vụ, các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe chở nguyên vật liệu sản xuất, xe chở người đi cách ly hoặc chở người đã đủ thời gian cách ly về địa phương do cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ. Thời gian kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phù hiệu xe ô tô do Sở Giao thông Vận tải cao bằng cấp cho các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng, tuyến xe cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, tạm thời không có giá trị sử dụng trong thời gian nêu trên, trừ các trường hợp đặc biệt phương tiện được huy động phục vụ phòng chống dịch bệnh. Đến nay, Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tiếp nhận tiền mặt hiện vật của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn ủng hộ với tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng. Trong đó tiếp nhận bằng tiền mặt trên 3 tỷ đồng, hiện vật có giá trị 1,5 tỷ đồng, bao gồm một máy thở, 15 tấn gạo, vật tư y tế, nước tăng lực và các nhu yếu phẩm khác. Từ nguồn lực tiếp nhận này, tỉnh đã phân bổ 15 tấn gạo cho các khu cách ly tập trung, các điểm chốt của bộ đội biên phòng tại khu vực biên giới, trạm kiểm soát dịch tại các cửa ngõ vào tỉnh. Hỗ trợ vật tư y tế trị giá 10 triệu đồng qua Sở Y tế cấp phát cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác phòng chống dịch. Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Hội doanh nhân trẻ tỉnh tặng nước uống tăng lực trị giá 45 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ trung đoàn 852 và cán bộ nhân viên y tế bệnh viện Đa khoa tỉnh. Gần đây nhất tỉnh đã trích 150 triệu đồng từ quỹ phòng chống dịch Covid-19 cho Sở Y tế tỉnh mua sắm trang thiết bị hỗ trợ cấp phát cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các trạm kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 16 tháng 4, huyện Quảng Hòa tổ chức lễ tiếp nhận số tiền trên 440 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 từ các doanh nghiệp trong và ngoài huyện trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sản xuất và xuất nhập khẩu Hồng Dũng ủng hộ 70 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Bảo Ngọc 60 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên CT 50 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng 13 tháng 10 ủng hộ 50 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác vật liệu xây dựng Quảng Uyên 30 triệu đồng. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Phú Anh ủng hộ 70 thùng mì 10 tôm, 1.000 khẩu trang y tế, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Đình Cường ủng hộ 1 tấn gạo, doanh nghiệp Long Khánh ủng hộ 1 tấn gạo. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Quảng Hòa chân thành cảm ơn các doanh nghiệp đã đồng hành ủng hộ huyện trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Từ ngày 16 tháng 4, Bưu điện tỉnh và các huyện thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội gộp tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào cùng một kỳ và cử cán bộ nhân viên tới từng nhà dân để trực tiếp phát cho người dân. Ngay trong ngày đầu thực hiện việc chi trả lương hưu tại nhà trên địa bàn tỉnh, nhân viên bưu điện đã đến từng nhà đối tượng chi trả. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm công tác chi trả lương hưu và đối tượng thụ hưởng lương hưu, nhân viên chi trả được đo thân nhiệt, trang bị khẩu trang và nước sát khuẩn khi chi trả lương tại nhà người hưởng. Theo số liệu từ Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến thời điểm hiện tại, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho 19.000 đối tượng thụ hưởng. Để thực hiện chi trả cho các đối tượng nhanh chóng chính xác an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì đại diện các ngành đoàn thể chức năng cấp xã phường thị trấn sẽ hỗ trợ bưu điện đi từng ngõ, gõ từng nhà đối tượng thụ hưởng để kiểm tra thu thập, bổ sung thông tin người hưởng, thông báo cho người hưởng lịch chi trả và bưu điện tỉnh đã lên kế hoạch cụ thể. Với sự đoàn kết quyết tâm một lòng phục vụ người dân, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp và sự hỗ trợ phối hợp của người dân, từ nay đến ngày 20 tháng 5, bưu điện tỉnh sẽ thực hiện việc chi trả theo chính sách đảm bảo an toàn chính xác đúng đối tượng. Thưa quý vị và các bạn, trong chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với các bộ ban ngành trung ương và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh thành phố. Theo kế hoạch, cuộc họp sẽ nghe báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 của các ngành địa phương, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó sẽ kiến nghị và đề xuất các giải pháp triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Thông tin về cuộc họp chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo còn bây giờ bản tin thời sự sáng nay xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại